Mỗi vận động viên Việt Nam giành được huy chương vàng tại Thế vận hội mùa hè ở Paris vào năm sau sẽ được thưởng đến 1 triệu đô la Mỹ, theo một thỏa thuận giữa Ủy ban Olympic Việt Nam và nhà tài trợ vừa được báo chí trong nước loan báo. Đây sẽ là mức tiền thưởng cao nhất từ trước đến nay cho một vận động viên thể thao Việt Nam. Số tiền thưởng đó tương đương gần 24 tỷ đồng tiền Việt Nam. Ngoài ra, những vận động viên đoạt huy chương bạc và huy chương đồng sẽ được thưởng lần lượt là 500.000 và 200.000 đô la. Trong lịch sử, Việt Nam chỉ từng một lần giành huy chương vàng Olympic. Đó là chiếc huy chương của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh trong môn bắn súng tại kỳ Thế vận hội Rio 2016. Khi đó, xạ thủ này được thưởng 5,4 tỷ đồng, tức là chưa đến 1/4 mức tiền thưởng được đưa ra tại Paris 2024. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng 3 lần giành huy chương bạc vào các năm 2000, 2008 và 2012. Tại Thế vận hội Olympic Tokyo vào năm 2021, đoàn Việt Nam không giành được bất kỳ huy chương nào. Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm sau, với 329 nội dung thi đấu để tranh 329 bộ huy chương.